Ok, hello anh em, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Fun Game và trò chơi Chu Tiên 3D do Gamota phát hành tại Việt Nam. Thì cũng có lẽ là các bạn đã biết là rất lâu rồi thì Fun Game mới có thể quay trở lại với các bạn để hướng dẫn các bạn cho cái trò chơi Chu Tiên này. Vì sao? Là vì thứ nhất đó là công việc hiện tại của mình cũng phải xin bật mí với các bạn là công việc hiện tại của mình cũng là làm game, cho nên mình cũng phát triển game. Và như các bạn có biết là ngày hôm qua thì mình cũng mới update một cái tựa game mang tên là Poke Class. Thì cái tựa game này thì các bạn có thể là vào sang cái clip đó để theo dõi. Thì hiện tại thì con game này mình cũng mới phát triển ở quá trình chưa hoàn thiện, cho nên là nếu mà các bạn nào mà có gì nhỉ, có tâm hay là không phải có, xin lỗi nhưng mà gọi là gì, nếu các bạn nào ủng hộ thì hãy tải về rồi check chơi thử xem cảm nhận của các bạn chơi cái trò chơi đấy như thế nào, và mong xem là có lỗi không. Vì thật ra là trò chơi này thì do Fun Game hợp tác cùng với một vài anh em sản xuất ra, cho nên là nó không được là đẹp như kiểu là Chu Tiên chẳng hạn đó. Thì nó cũng chỉ là một tựa game giải trí đơn giản thôi. Ok, nói hơi lan man thì trong cái thời gian vừa rồi thì mình cũng dành khá là nhiều thời gian vừa để làm game này. Việc thứ hai nữa là do game nó cũng đã mắc level. Hiện tại thì các bạn đã biết là tất cả các cái level đã hiện tại người chơi đang đầy mắc là 150 và chúng ta chưa thể chuyển sinh được. Đó, thì cho nên là mình cũng không có gì nhiều để làm. Thì hôm nay thì đột nhiên thì mình đi chấn ma động thì mình rơi ra được một cái vật phẩm nhiệm vụ. Đó, thì cái nhiệm vụ ẩn này thì mình may mắn nhận được thôi. Đây. Thì nhiệm vụ này đó chính là chúng ta sẽ nhận được cái thư. Thư này có một cái nhiệm vụ ẩn. Đây, các bạn thấy không? Nhận được cái đuôi Sở Ngô. Đó, thì mình nghĩ là cái vật phẩm này là chúng ta nhận được khi mà chúng ta đánh cái con Sở Ngô ở trong cái trấn ma động ạ. Thì các bạn hãy tham gia cái trấn ma động này, sau đó thì gọi con boss ở cái tụ bảo đồn ấy, các bạn đủ 20 viên cái viên đây, 20 viên yêu thú hồng ngọc thì các bạn sẽ gọi được boss. Sau đó các bạn gọi boss ra thì các bạn đánh chết con boss đấy thì các bạn sẽ có xác suất cơ hội nhận được cái vật phẩm nhiệm vụ này. Thì hôm nay mình nhận được cái vật phẩm này cho nên mình sẽ làm clip để hướng dẫn các bạn luôn. Đây. Chúng ta đã nhận được cái vật phẩm là đuôi Sở Ngô. Mình sẽ nhận. Rồi sau khi nhận xong thì mình vào phần túi đồ. Các bạn thấy là mình nhận được cái đuôi Sở Ngô đây chưa? Chúng ta sẽ ấn nút dùng. Sau khi ấn dùng xong thì mình đã nhận được cái quy. Ô, quy ở ngay đây luôn. Thiếu hiệp, ngươi cần tìm ta có việc gì? Ok. Đó. Rồi, mình cứ tu cái này thôi. Chắc là cái quy này cũng sẽ nhanh. Ô, nhận được danh hiệu mới luôn. Vãi trưởng mình. Thôi chết rồi, lại nhận được danh hiệu gì rồi. Chả cần làm gì nhận được danh hiệu luôn các bạn ạ. Không biết là nhiệm vụ này là nhiệm vụ gì. Nhiệm vụ Sở Ngô này. Ngô Sở Ngô này, không biết là nhiệm vụ gì. Cũng chả biết nó là gì luôn. Tại vì mình không kịp nhìn, nó cũng không biết là đệ nhất sát thủ à. Đệ nhất Mỹ Nam không phải. Ôi nhiều lắm. À đây, có khi là cứ đánh giết chả có ý nghĩa gì. Hình như là cái này, hình như là mình nhận được cái quy được cái này, hình như là vậy. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn một cái quy ẩn nữa nhé. Thì mình nhắc lại đó là quy ẩn này các bạn cần phải tham gia cái hoạt động chấn ma động, sau đó các bạn gọi bot ra và các bạn có xác suất nhận được cái này khi mà nó rơi ra, nhận được cái vật phẩm ẩn khi mà nó rơi ra ngoài. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong. Ngoài ra thì mình rất muốn khoe với các bạn là mình đã cường hóa được cái vũ khí 130 lên cộng 15. Nhưng mà mình sau khi lên 150 thì mình lên cái vũ khí 140, cho nên mình chỉ còn xuống cộng 14 thôi. Và mình không kịp khoe các bạn, rất là tiếc. Ok, còn lại thì các đồ lại thì mình xịt gần hết rồi. Đó, các bạn thấy không, đồ mình xịt gần hết rồi. Đó, được mỗi cái vũ khí cộng 15 thì mình lại không khoe mà. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong các bạn cái quyển này nhá. Ngoài ra nữa thì trong để sắp tới thì sẽ chuyển sinh thì mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn, hoặc là cái bản mình nghe nói là đến tháng 10 thì sẽ có bản big update mới của Chu Tiên thì mình cũng sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn. Ngoài ra thì hiện tại trong cái quá trình max level 150 này chúng ta chỉ đi làm quá trình hoạt động, tham gia các hoạt động rất là bình thường thôi. Những cái quy thì mình đã hướng dẫn với các bạn rất là nhiều rồi, quy ẩn ấy, hoặc là những cái bí kíp lên level, hay là những cái ngoài ra nữa còn cái chức năng mới khi các bạn lên level 150 đó là cái bồi nguyên. Các bạn thấy là cái bồi nguyên ở đây này. Đó, thì các bạn hãy dùng cái kinh nghiệm của mình để đổi. Đây, các bạn vào cái phần đổi cửa hàng này. Sau đó là vào phần EXP.
À, đây vào phần thưởng đổi, sau đó là vào cái phần thưởng đổi FP. Đấy thì nó sẽ có cái bùi nguyên đan này. Các bạn cần 10 cái bùi nguyên đan để cộng một cái thuộc tính cho mình. Đó thì tùy các bạn thôi, các bạn có thể là lên lên cái gì tùy các bạn, ví dụ tấn công hay gì 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 đó. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn nhé. Thì sắp tới nếu mà có những cái quyển nào mà mình biết được mới thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Còn hiện tại thì Chu Tiên đang trong quá trình gọi là nó đang chơi rất là đều 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 đều, cũng không có gì là quá nổi bật cả. Cho nên mình cũng tạm thời gác lại hướng dẫn video các bạn Chu Tiên để mình tập trung vào cái dự án làm game của mình. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong. Rất vui là nếu các bạn mà ủng hộ mình thì có thể là tải cái game Poké Card kia chơi và test lỗi cho mình. Nếu mà có lỗi nào thì các bạn hãy comment những cái lỗi ở bên phía dưới video mà cái game đó ấy. Ok. Rồi, lần cuối thì mình rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ channel của Fun Game và tiếp tục đồng hành với Fun Game trong các cái trailer tiếp theo, các cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.